Mình đi ra cây ớt, mình thấy ớt nha các bạn. Đây, ớt chín rồi nè. Ở đây nó còn non nè ha. Đây nó chín rồi nè các bạn. Có được mấy trái chín rồi mình thu hoạch vô ha. Cũng không có nhiều nha, ớt này nó còn mới cho nên thử ra nó cũng chưa có sai trái nhiều, nhưng mà có chín là cũng đủ ăn được trong mùa dịch này nha các bạn. Đây, hành lá nhà mình đây. Đây được hai bụi ha, mình sẽ nhổ một bụi vô mình nêm nha các bạn. Rồi mình hái một bụi bụi này đi, hái ăn bớt một bụi này đi ha. Được. Đây, bụi các bạn. Rồi giờ đi vô thôi nha. Cát này thì mình ủ cà chua trong đây ha. Đó, mình sẽ ủ mình phả cát như thế này nha các bạn. Đó. Mình ăn bao nhiêu thì mình lấy ra ha. Đó, cà chua đó các bạn. Đây. Đây là hai tầng mà trái cà chua vẫn còn tươi ngon ha. Giờ mình ăn nhiêu mình sẽ lấy ra bao nhiêu nha các bạn. Đây, hai trái rồi ha. Hai trái nha. Bốn trái, mình sẽ lấy bốn trái thôi nha các bạn. Bốn trái đủ ăn rồi ha. Rồi, mình bỏ nước vô mình rửa ha. Rửa trái cà chua nha các bạn. Rửa cho sạch. Xong rồi mình đổ cái nước vào đi ha. Mình cho muối vô ha. Cho muối vô mình ngâm nha các bạn. Đó. Mình sẽ đem nấm mèo này mình đi ngâm ha. Như đây là sử dụng được là các bạn, không cần nhiều đâu ha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình làm cái món đậu hũ nhồi cà chua và đậu hũ làm chả chiên đọt bầu hoa mướp mình xào tỏi nha các bạn. Thành phần gia vị mà để chuẩn bị cho xào các bạn cũng đơn giản, có nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê muối ha. Và đây mình có chuẩn bị đậu hũ đây các bạn. Đậu hũ này thì cũng đơn giản thôi ha, mình sẽ bóp nó ra cho nó nhuyễn rồi mình cho thành phần gia vị vô, mình sẽ nhồi ha. Và một phần thì mình sẽ làm chả chiên, một phần thì mình sẽ nhồi cho cà chua nha các bạn. Là nấm mèo ở các bạn thì mình cũng đã ngâm rửa rồi ha. Sau khi ngâm rửa sạch rồi mình sẽ băm nhuyễn ra để mình hòa lộn chung với đậu hũ ha. Thì mình sẽ nhồi vào trái cà chua thì ăn nó rất là ngon ha. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị là bột nha các bạn. Bột này thì cũng đơn giản thôi, bột và gạo cũng được. Và thành phần để chuẩn bị gia vị cho vô trong cái đậu hũ để làm nhân cà chua và để mình làm chả chiên đó các bạn, thì nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu ha. Ở đây thì mình sử dụng cho bốn trái cà chua này nha các bạn. Mình sẽ cắt nó đi rồi mình sẽ dồn cái gia vị vô ha. Ở đây thì có nửa muỗng ăn canh nước tương nha các bạn. Mình sẽ bỏ chung vô cái xào đọt bí ha, vào hoa mướp ha. Và ở đây là hành lá một tí mình sắc, mình sẽ nêm vô sau ha. Và ở đây thì mình có chuẩn bị là một cái củ hành và hai cái củ tỏi cô đơn và ớt mình mới hái ngoài lần trước nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn và mời tất cả mọi người vào bếp cùng mình nha. Mình sẽ bóp cho nó tơi ra như thế này ha. Bóp qua cho nó tơi ra rồi xong mình sẽ trộn với cái thành phần gia vị mà mình đã chuẩn bị. Rồi giờ mình cho bột vô, mình cho hành lá, mình cho tiêu vô. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Trộn đều lên nha. Đó, mình cũng được rồi nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để cho bột với lại gia vị nó ngấm vô ha. Với đậu, rồi mình sẽ để đây rồi mình đi làm cà chua ha. Rồi mình quay lại mình sẽ nhồi vô nha. Đập tỏi băm nha. Rồi giờ tỏi cũng được rồi, mình cho vô đĩa đây ha. Rồi mình cho phần tỏi qua đây ha, cho nó gọn ha. Rồi bên đây là củ hành ha. Rồi củ hành cũng nhuyễn được rồi ha. Cắt cà chua thì mình không có cắt cái kiểu kia nha các bạn, mình cắt kiểu này ha. Giờ mình lấy hạt cà chua nha các bạn, mình lấy cái muỗng nha, cái muỗng đây, cái đuôi cái muỗng của cái muỗng cà phê ha. Mình sọc vô trái cà chua như thế này. Đó. Mình sọc vô mình quậy đều như thế này nha các bạn. Đó, mình quậy đều rồi ha. Đó, mình quậy
Rồi xong rồi mình sẽ trút nó ra đó, nó sẽ trồi lên đó, các bạn thấy không, rất là dễ ha. Rồi mình sẽ cho ra cái đĩa ha, đó là trái cà chua các bạn ha, nó sẽ trống hết ha, còn sót bao nhiêu thì mình sẽ vét cho nó sạch. À, cứ lần lượt mà làm như vậy nha các bạn. Đó sau khi lấy xong đây ha, đó, bây giờ mình sẽ đem đi dồn cái nhân đậu hũ vô. Phần cà chua thì mình cũng đã nhồi xong rồi, mình mang đem đi hấp ha. Còn phần còn nhân lại thì mình sẽ mang đi chiên Rồi, giờ mình bắt chảo mình cho dầu lên mình chiên ha. Rồi mình sẽ vớt ra ngoài nha. Nước cũng sôi rồi mình dở ra ha. Đó, mình cho cà vô ha. Rồi mình để nắp lại nha. Rồi, bây giờ mình cho dầu vô mình xào rau ha. Xào đọt mướp nha, đọt bí nha. Bông mướp với đọt bí ha. Đây, bây giờ tỏi nó cũng vàng rồi nha. Mình sẽ cho vô ha. Thành phần gia vị mình sẽ cho đều vô rồi mình đảo mình để nắp lại ha. Cho nước cơm vô luôn nha. Tới 5 phút cũng được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vô là mình sẽ nhắc xuống nha. Các bạn đơn giản vậy thôi ha. Rồi mình sẽ trộn lên mình cho ra đĩa ha. Đây, hoa mướp với lại bông đọt bí nha. Rồi bây giờ mình xào xong rồi mình sẽ cho tiêu lên nha các bạn. Đó, rất là thơm mà ngon ha. Đây nồi cà chua đây ha, rồi với lại đậu hũ ha, sau 30 phút bây giờ mình dở ra coi nó như thế nào ha. Ôi rất là ngon, bây giờ mình bỏ hành lá vô rồi xong mình bỏ tiêu rồi mời tất cả các bạn và mọi người dùng cơm cùng mình ha. Ở đây là hoa mướp đọt bí xào tỏi ha, bên đây là cà chua hấp. À, với lại đậu hũ ha, rất là ngon ha, ăn có vị chua chua béo béo của đậu hũ và cà chua ha. Bên đây là đậu chả, đậu chiên. Rồi mâm cơm mình đã làm xong thì xin mời tất cả các bạn, xin mời tất cả mọi người dùng cơm cùng mình ha. Trong mùa đại dịch này, cây nhà lá vườn thì có gì dùng đó nha các bạn. À, xin chúc tất cả các bạn và xin chúc tất cả mọi người trong mùa đại dịch này đều được bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.